Hàng năm, chính phủ có rất nhiều dự án với nguồn kinh phí lớn để cải thiện đời sống người dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số ven rừng. Trong đó, phát triển ngành dược liệu dưới tán rừng đang được các bộ ngành, địa phương ưu tiên và xem là hướng đi đúng đắn, phù hợp. Thế nhưng, vẫn còn nhiều rào cản vướng mắc về quy định pháp lý và hạn chế về khoa học kỹ thuật, khiến ngành kinh tế mới này bị kìm hãm. Là đại diện doanh nghiệp đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh lớn ở Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Sâm Group than, trồng sâm Ngọc Linh cần phải có mái che để bảo vệ sâm không bị mưa gió gây dập nát. Tuy nhiên, quy định của ngành lâm nghiệp là không được tác động vào bất cứ thứ gì dưới tán rừng, rất khó cho những người trồng như chúng tôi. Chưa kể sẽ bị thiệt hại lớn khi có mưa lũ. Theo ông Nguyễn Đức Lực, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án chương trình sâm Việt Nam đến 2030 với sản lượng 300 tấn sâm một năm. Trong đó, Quảng Nam đã kế thừa chương trình này rất nhanh và phấn đấu trở thành thủ phủ sâm cả nước. Vì vậy, trong hoạch định ban đầu, các địa phương, bộ ngành cần tham mưu chính phủ để mở ra một hành lang pháp lý để thống nhất, hài hòa lợi ích các bên. Là một doanh nghiệp đầu tư thì đây là có vấn đề có thể nói là có vướng mắc rất là lớn để phát triển sau này trở thành cái tích công nghiệp rất cao. Cái việc tiếp cận mà trong rừng đặc dụng thì theo quy định của pháp luật là không được. Nếu mình làm thì mình sẽ vi phạm. Nên chăng là mở ra một cái hành lang pháp lý để phát triển được cái ngành sâm Việt Nam, phát triển nó bền vững. Chị Đặng Dương, quê ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một thương lái dược liệu tâm sự. Hầu hết các sản phẩm dược liệu chúng tôi đều bán cho các thương hội, hiệp hội dược liệu để xuất bán đi nhiều nơi. Mặc dù mạng lưới thương hội dược liệu cả nước đã hình thành, nhưng chỉ mang tính tự phát nên giá cả rất bấp bênh, trôi nổi và còn rất rẻ. Vì vậy, để phát triển tốt ngành dược liệu, rất cần doanh nghiệp lớn tham gia, bao tiêu sản phẩm và nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ, vốn vay để phát triển dược liệu dưới tán rừng, hướng dẫn thêm về nguồn cây giống đảm bảo. Về phát triển dược liệu mà muốn thành một ngành công nghiệp thì cần với cơ chế ưu đãi cho một số tập đoàn cũng như doanh nghiệp, ví dụ như thuế về đất, về sản phẩm vân vân. Đó là cái tiền đề để cất cánh. Cái thứ ba là hỗ trợ cho người dân phát triển vùng nguyên liệu của các dược liệu. Đây là một chính sách mà riêng Quảng Nam cũng đang nghiên cứu và hỗ trợ. Hiện nay chúng tôi có những cái cơ chế của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ví dụ như cây sâm Ngọc Linh, ví dụ quế Trà My thì vẫn có, nhưng mà mong muốn là có nhiều hơn nữa. Cái thứ ba nữa thì mong muốn là chính phủ có cái dồn sức nguồn lực hỗ trợ cho hạ tầng vùng dược liệu. Ở góc độ quản lý rừng đặc dụng, ông Khiếu Đức Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, An Lão, Bình Định cho rằng phát triển dược liệu dưới tán rừng là hướng đi đúng, nhưng cần phải xác định rõ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đối tượng tham gia và vùng trồng, loài dược liệu. Đặc biệt, cần phát triển các loại dược liệu dưới tán rừng sản xuất để nâng chất lượng rừng nhằm ứng phó thiên tai, bão lũ, sạt lở, hạn hán. Ngoài ra, cần có sự tham gia của bốn bên, chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân để tạo thành chuỗi kết nối, mạng lưới hỗ trợ nhau gắn với chế biến sâu, tạo sản phẩm tiêu biểu.